Hôm nay 20 tháng 8, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tiến hành điều tra giám sát vector truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue tại thành phố Lào Đoàn giám sát điều tra đánh giá chỉ số muỗi, bọ gậy, sâu bắt muỗi chủ động trong nhà, các ổ bọ gậy trong vật dụng phế thải tại hai phường trọng điểm là Bắc Cường và Duyên Hải để xác định thành phần, mật độ muỗi truyền sốt xuất huyết. Hoạt động này nằm trong kế hoạch điều tra, giám sát vector truyền bệnh sốt xuất huyết tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, từ đó có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết Dengue thời gian tới. 8 tháng của năm, Lào Cai ghi nhận 10 ca bệnh sốt xuất huyết tại 4 huyện, thị xã, thành phố, giảm 14 ca so với cùng kỳ năm trước. Các ca bệnh đều được giám sát và điều trị kịp thời, không có trường hợp tử vong. Chưa ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.